tiêm sau rồi xong chơi là ngả máy cho bạn đến chiều để tiếp nó. Con trai thì nghèo như anh đâu dám có tiền nuôi vịt. Thank you.
rồi bia mò đá bài điểm dính rồi đấy, thằng dính bộ thử. Lòng yêu rồi em chưa dấu hẳn.
lại cùng em chuyện tình tương lai trong lòng em mơ kín. Em đừng ngột mắt hãy giải bày cùng lòng anh. Em chỉ mong rằng chúng mình suốt đời cùng nhau. Em ước mơ rằng tình anh luôn giữ mãi thủy chung. Ân tình em chẳng ước mơ gì trên lầu vàng. Xin tình yêu hãy giữ trong lòng mình thật tha. Dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau. Em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng không. Em ơi, dù cho sóng gió còn lòng anh vẫn ước mơ rằng dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi. Dù mình gian khó trong mái tranh nghèo vắng tiếng cười bay che khó mong ước thế thôi. Ước mơ sau này chiều chiều em sẽ cửa đón đón anh trở về trên môi nở nụ cười tươi. Đêm tối quay quần ta kể chuyện này chúng mình gặp nhau. Mà anh không dám trao đến cho em. Thôi đừng nhắc nữa kém anh thèm thùng rồi này. Ai bảo anh thoáng ấy yêu mà chẳng tỏ bay. Này người yêu ơi chẳng tỏ bay sao em. Em cũng biết đến rồi chậm rời nhau. Em ước mơ rằng tình anh luôn giữ mãi thủy chung. Ân tình em chẳng ước mơ gì trên lầu vàng. Xin tình yêu hãy giữ trong lòng mình thật tha. Dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau. Em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng không. Em ơi, dù cho sóng gió còn lòng anh vẫn rằng ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi. Dù mình gian khó trong mái tranh nghèo vắng tiếng cười bay che khó mong mơ thế thôi. Ước mơ sau này chiều chiều em sẽ cửa đón đón anh
Câu nói thôi.
Việt Nam chất lượng cao. Mở dòng vòng tay đón em nhìn nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở dòng vòng tay đón em. Đó phải ăn như thế này mới đúng cách của nó. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho. Chào các bạn nha. Đây là vườn xoài nhà mình đấy. Mình ở Đắk Lắk á, ngoài miền Tây đâu các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đi xem mấy chiến sĩ kia tiêm sao rồi. Xong chơi là ngàn mấy, chắc phải đến chiều quá các bạn. Tiêm thuốc phê. Tiêm tiếp cho nó. Rồi đến là tiếp tục sao rồi ổn chưa các anh? Là vẫn nghe lời à. Cho tiêm thoải mái thế à, vậy là khỏe rồi. Còn bạn này nữa các bạn ơi, trời quá trời, 3.000 mấy con rồi các bạn ơi, nhiều lắm. 3.000 chứ 3 tỷ gì con, 3 tỷ là hơi nhiều ấy. Việt mà 3 tỷ là coi như mình là chân nguyên mấy căn nhà luôn mà thái luôn mới đầy luôn ấy. Còn anh kia anh đi lùa vịt cho người ta tiêm đi, anh cứ ngồi võng kia anh cũng được, cũng làm vậy là cũng được. Làm nhà nông mà anh cứ làm thế này là cũng được, không chấp nhận đâu. Ông này là ông chủ ấy, các bạn. Đó. Chủ ấy, chủ vịt ấy. Có mấy anh này là gốc cổ đông thôi, cổ phần thôi. 50 còn anh cầm tiêm này là anh tiêm tất cả các loại, gái còn tiêm mạnh hơn nữa các bạn, gái là tiêm dữ lắm á. Rồi hết một đợt rồi, cho nó vô đây gái cho tiêm tiếp. Đấy đấy, bụt bắt trách nhiệm mày, bắt con kia rồi đấy, không như nó sợ không được lạc, không cho nó lạc biết đâu hết á. Đâu rồi, đi đâu rồi chỗ nước à? Rồi nó xóa một con rồi, kể nó đi, trách nhiệm thế này mà nhỏ này bắt cũng được, ổng hết mấy kẹo luôn rồi. Quay lại đâu, cẩn thận đấy, đúng là tôn nè, gãy chân đấy. Không đến đủ chỉ vì trăm năm vừa
mình chỉ tiêm một cái đùi nữa không ạ bạn? Tiêm bắp chân ạ. Vậy tiêm vào chỗ không được hả? Chứ mà hỏi câu là đơn hỏi nhẹ luôn đấy. Bây giờ con vịt này đang, bây giờ nó hiện tại cái đàn này nó đang bị yếu, giống như là kiểu chân á. Bây giờ mình tiêm vào bắp chân cho nó khỏe, cho nó kiểu sinh lý đâu mình. Nói bậy quá. Bây giờ là thay ca mới các bạn. Đây là thầy mới phải thầy, hôm nay là gọi là điện tử thôi.
Mấy con chim bồ câu lọt vào mắt hả? Ừ. Mấy em chim bồ câu lọt vào mắt. Đàn này là mình tiêm, thằng em mình tiêm từ khoảng trước một tháng rồi. Giờ nó khỏe mạnh như vậy đấy. Hy vọng năm nay nó làm ăn phát tài. Chứ dịch bệnh nhiều quá, chết nhiều quá, cô lố rồi các bạn. Corona hả? Cái dịch người mà đâu phải vịt đâu đúng không? Dịch kia là dịch Coca-Cola. Rồi bây giờ mình đi xem mấy đồng chí kia thôi. Giờ quay ít thôi, quay nhiều quá thì nó cũng nhàm chán các bạn. Nước mắt lưng tròn chẳng gì nơi xứ xa, bỏ lại sao lắm chúng ta có vẻ điêu luyện. Anh chưa đau lòng chưa chắc phân lòng chỉ tại em quá. Thank you.
Hãy subscribe.